Nữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Chỉ với một chiếc xe gắn máy, một sim điện thoại 50.000 đồng và 24 giờ tại một vùng quê xa xôi. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ sẽ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ sẽ phải xin để được ở nhà của người nào trong nhà của một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ Khách 24 giờ. Chuyến xe lữ khách lại tiếp tục lăn bánh. Chào mừng những nghệ sĩ mới đến với hành trình 24 giờ. Đoạt giải người mẫu được yêu thích nhất trong cuộc thi người mẫu năm 2008, trở thành người mẫu chuyên nghiệp khi chỉ mới 19 tuổi. Mang vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, Quỳnh Thư không ngần ngại khi chuyển bước sang lĩnh vực phim ảnh. Quỳnh Thư sẽ vẫn là sự lựa chọn đầu tiên cho các nhà sản xuất phim. Chào mừng cô đến với Lữ Khách 24 giờ. Hi, xin chào, mình là diễn viên Quỳnh Thư. Mình cảm thấy thật sự là hào hứng khi được mời tham gia chương trình này. Vì việc đi để giao lưu và tìm hiểu thêm về cuộc sống của những đồng bào xung quanh thì rất có ích cho nghề nghiệp diễn viên của mình. Mình cũng thật sự cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình có chuyến đi thú vị này. Để đi đến những người dân thì em cũng có chuẩn bị món quà lưu niệm nhỏ nhỏ là những cái kẹp tóc. Mình giống như là mình đi tìm một cái gì nó mới mẻ, nó lạ hơn với cuộc sống quanh em để giúp mà hiểu biết nhiều hơn. Một anh chàng có một chiếc mũ rất duyên dáng, chờ đợi có phải là một trong những thử thách dành cho nghệ sĩ? Chào mừng anh đến với chương trình Lữ Khách 24 giờ. Được coi là lớp đàn anh với Quỳnh Thư, Thiếu Tiến xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyền hình, từ thể loại tâm lý xã hội đến cổ trang. Đạt tới độ chín đầy nghề, Thiếu Tiến vẫn được xem là gương mặt không thể thiếu, góp phần cho sự phát triển thị trường phim ảnh phía Nam đang rất sôi động. Chào mừng anh đã đến với Lữ Khách 24 giờ. Tôi muốn được mong muốn được tham gia để qua đó tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán hay là những món ăn của từng vùng miền, cũng như khám phá được thêm vùng đất quê hương của mình. Và đặc biệt là tôi đang muốn được trải nghiệm để tìm kiếm, để được cọ sát và tìm thêm sự năng động để phù hợp cho cái công việc mà tôi đang đeo đuổi. Thật ra thì bản thân em thì em không lo lắng gì đâu, bởi vì làm cái nghề diễn viên này thì tụi em thường xuyên đi và thường xuyên đến những nơi xa lạ và thậm chí là tiếp xúc với những người mà mình khi mình mới đặt chân tới đó. Ngủ nhà dân thì chắc đây là lần đầu tiên đó. Nếu mà không xin được nhà đó, em chưa tưởng tượng được cái cảnh đó. Em chưa tưởng tượng được cảnh, tại em nghĩ trong đầu là chắc chắn mình sẽ xin được nhà, bởi vì em nghĩ là cái môi trường của tụi em nó dễ tiếp xúc với những người xung quanh lắm. Nhưng mà nếu đây là một trường hợp gọi là hơi cá biệt thì chắc là em với Quỳnh Thư chắc phải kiếm cái trò dịch nào quá. Hồi nãy em nói là em không có lo gì đó, nhưng mà sau khi nghe cái vụ này hơi lo lo rồi nha. Thì thực sự là tối qua em nghe gọi thì em cũng không nghĩ là, tức là chắc chắn là dù gì đoàn cũng là set up cho mình, là có nghĩa là nói trước xong rồi mình tới mình sẽ xin. Nhưng mà có kiểu mà em nghe mà những cái gương mặt quen thuộc mà đã bị từ chối thậm chí là nhiều lần thì hơi bị căng. 50.000 mà nếu như mình xin được cơm trong chủ nhà thì đỡ, nếu mình không xin được thì mình tự xử. Anh thì anh nghĩ anh không sao, anh sợ em. Không, em ăn chay anh. Thì đối căng, em ăn chay mới căng, tại vì nhiều khi em tới đó đâu phải là nhà, có nghĩa là mình đã xin tá túc rồi, không lẽ mình còn nói nấu cho con cơm chay con ăn, con ăn, chẳng lẽ em vậy? Thật sự thì lo là cái cách mình để khi mà mình tiếp xúc như thế nào á. Bởi vì thật sự ra ở bất cứ nơi nào cũng vậy, người ta cần cái sự có vẻ như là mình phải hòa đồng, mình phải thân thiện và mình phải có một cách gần gũi nào đó để mà chụp cho người ta thấy tội nghiệp mà. Để phải coi là nó kiến dai. Thị xã Sa Đéc được biết đến với làng hoa có diện tích rộng lớn và hơn 1.000 chủng loại hoa. Hoa Sa Đéc được xuất đi các tỉnh thành và cả sang Lào, Campuchia và Trung Quốc. Được hình thành gần như cùng lúc với Sài Gòn nên vùng có rất nhiều chùa miếu, nơi thờ tự, được mệnh danh là đô thị có nhiều chùa miếu nhất tỉnh Đồng Tháp.
thường lệ, những vật dụng của các nghệ sĩ nhận được trong chuyến đi: mũ bảo hiểm, xe máy, sim điện thoại và 50.000 đồng. Mình có một cái gạt điện thoại và một mỗi đứa được 50.000. Hết đêm nay nha. Chào mừng các bạn đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Lữ Khách 24 giờ. Nhiệm vụ của các bạn trong chương trình này là hoàn thành những thử thách được đưa ra. Bạn phải tìm đến nhà anh Úc To, nhóm Tân Mỹ, Tân Quy Đông, Sa Đéc, nổi tiếng về nghề trồng hoa, và thuyết phục anh Úc To hướng dẫn cách ghép hoa sứ. Hãy tự cắt ghép được 10 cành hoa sứ trong thời gian là 24. Bạn phải tìm được một nhà trẻ lứa tuổi mầm 2 đến 3 tuổi ở thị xã Sa Đéc, đến thăm và trình bày với người lãnh đạo trong trường về chương trình Lữ Khách và thuyết phục xin trường cho phép bạn được thay các cô giáo chăm các em trong vòng 45 phút. Với chiếc vali cồng kềnh như thế này, chân dài sẽ phải tự xoay sở từ lúc này thôi. Ổn không? Nhanh lên. Nghi chắc không ổn quá. Thôi ráng. Nhà anh Úc To, cái ghép hoa. Không biết hả? Cảm ơn. Anh ơi, cho em hỏi là nhà anh Úc To, khóm Tân Mỹ, Tân Quy Đông, Sa Đéc là nằm ở đâu vậy anh? Tân Quy Đông hả? Dạ. Tân Quy Đông mình chạy thẳng trên qua cầu Đồng Nai được. Em cảm ơn anh nhiều. Cô cho con hỏi thăm, cô biết cái nhà trẻ mầm non nào không cô? Khoảng con nít khoảng 2-3 tuổi á. Quẹo qua đây hả cô? Dạ, nó tên gì cô biết không cô? Hoa Hồng. Hoa Hồng à? Dạ, cảm ơn cô nhiều. Hiếu Tiến khá may mắn khi chỉ một lần hỏi đã kiếm ra nhà trẻ. Phần tiếp theo thì... Dạ, dạ con chào cô. À, thưa cô, con chỉ xin là cho con tại trong cái chương trình 24 giờ con muốn được tập để chăm sóc mấy em nó trong 45 phút thay cô. À, con chỉ chăm cho cô thôi. Dạ, dạ. Bây giờ nó ngủ rồi sao chăm? À, mấy em còn thức thì con chơi với nó cũng được. Dạ. Mấy em có đi có giấy tờ gì không? Dạ, em có. Vẫn đang thuyết phục các cô giáo nhà trẻ Hoa Hồng, thời gian cũng sắp hết mà các cô vẫn tỏ ra dè chừng. Thách thức đó con quay lại cô ha. Em quay lại thì giờ đó nó lại em bị tắm rồi. Dạ thì con tắm cho tụi nó cũng được mà cô. Trời ơi, nó cả cái tuổi nên tắm được chả. Dạ con nít mà, con tắm được với nó mà cô. Các em tắm hả? Dạ. Tắm phụ với mấy cô. Trời ơi. Tắm mấy đứa bé trai, mấy cô tắm mấy đứa bé gái. Con làm được tại đó cô. Tại vì có bộ của nhà tắm là làm sao? Thì cô cứ để cho con tắm mà với một đứa bé trai cũng được, cô giúp mình con nha cô. À, và 1:30 cho tới 2 giờ con quay trở lại. Dạ. Vậy là 2 giờ các em quay trở lại thì giờ đó lu bu dữ lắm anh ơi. Quý vị ơi, chú ơi cho con hỏi là nhà của anh Úc To cái ghép hoa là ở đâu ạ? À? Ủa là anh luôn hả? Phải, ở đâu anh này nè, chứ không phải ảnh. Ủa vậy hả? Anh biết anh Úc To là cái ghép hoa ở đâu không anh? Đây chạy xuống dưới qua cõi cầu tới. Đây qua cầu là tới liền, có cái mảng không? Quẹo ngay cầu chốt cầu là quẹo trái đó, tới đó. Dạ vậy hả? Qua cầu tới. Cảm ơn anh nhiều nha. Chú ơi cho con hỏi là anh Úc To ở đâu ạ? Úc To hả? Dạ cái ghép cây kiểm á. Dạ em sẽ tắm cho một bé trai. À, cái anh này tắm tại vì cái anh này làm cái chương trình giữ thi. Thì vậy là anh tắm đó, anh. Dạ 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 em tắm và dạ, em tắm dạ dạ em sẽ tắm một cái cô bé này dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cuối cùng cũng có kết quả, các cô giáo nhà trẻ Hoa Hồng đã đem đến lá cờ đầu tiên cho Hữu Tiến. Chúc mừng anh. Dạ chào anh. Anh có phải là anh Úc To không ạ? À, dạ em là bên chương trình truyền hình Lữ Khách 24 giờ.
thì em muốn đến đây để học là trồng hoa. Dạ, học anh trồng hoa. Dạ, anh có thể chỉ em bắt đầu bây giờ. Dạ, bắt đầu bây giờ. Làm phiền anh quá, cảm ơn anh. Dạ. Anh rảnh chưa? Rồi rồi xong. Dạ. Bây giờ anh ghép thử cho em coi trái trước nha. Dạ. Rồi xong em làm. Dạ. Trước mắt cắt mấy cái này hết cho nó bằng. Dạ. Cắt lấy cái bằng. Giờ cái mình dạt lại cái nữa cho nó bằng. À, nhớ cái góc dưới rồi phải hình lên đây. Dạ. 3 vòng thôi. Xong rồi kéo xuống cái để cho nó có cái độ sát xuống. Bây giờ là xong hả? Xong một cái. À. Mình ghép cái này là mình ghép ở trong ra trước. Mình ghép ngoài vô khoảng dưới. Cắt bỏ lên cái để cho nó có cái mới. Ủa nhưng mà thí dụ nguyên cái cây vậy thì mình tại sao là mình ghép chia? Tại vì cái màu cũ nó không đẹp. À. Mình ghép vô ý định là cho một cây nó ra 2 màu, 3 màu, 4 màu. À. Tùy theo mình muốn gắn màu nào ra màu đó. Ví dụ cây nguyên của nó là nó có một màu hồng thôi. Bây giờ mình cho màu đỏ đậm, màu vàng, màu trắng, rồi màu sọc, nhiều thứ vô. Mà bông nó đẹp hơn. Yeah. Nó đơn giản nhưng mà muốn làm cho nó sống toàn vẻ hết một cây á, thì nó phải có cái kỹ thuật của nó. Yeah. Còn thao tác làm thì đem đơn giản thôi. Yeah. Nhưng mà khi mà nó lên mà đều hết á, nó lên bằng hết trên, nó nở bông đồng loạt hết trên thì lúc đó thì gọi là đẹp. Một hai dòng thôi. Chờ cho các bé ngủ dậy, Hữu Tuấn tranh thủ lấy lòng cái bao tử. Anh chàng cũng biết ưu đãi bản thân quá đi chứ. Và lại chờ đợi. Bao nhiêu chị? Tới lúc thực hành rồi. Giao với Quỳnh Thư chắc chỉ dùng cho việc bếp núc. Chồng cô ấy cắt cành mà cứ tưởng đang thái thịt. Bây giờ thì bọc lại những chỗ đã được ghép. Cây sứ này chắc đang xao động lắm khi được một cô gái xinh xắn thay đổi diện mạo cho mình. Thật khiến người khác phải ganh tị. Rất tập trung, Quỳnh Thư có suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nhà ghép cành chuyên nghiệp. Sự tập trung cao độ hoàn thành thử thách của cô ấy rất đáng khích lệ đây. Nào, 1, 2, 3, cố lên Thư ơi! Sáu, bảy, tám, chín, mười, 11. Dư luôn. Rồi đạt, hoàn chỉnh. 2 tháng rưỡi nó sẽ cho ra hoa. Ok, chúc mừng bạn. Dạ. Đã vượt qua thử thách đầu tiên của chương trình. Cảm ơn anh. Quá hoàn hảo. Chúc mừng Quỳnh Thư với lá cờ đầu tiên. Ủa rồi, em sao rồi? Em đã hoàn thành cách đây 10 phút rồi. Em đã giật sướng giờ rồi. Anh là... Hả? Dạ. Anh sao rồi? Em á hả? Anh á, anh sao rồi? Anh bây giờ á là tại vì mấy đứa nhỏ nó đang ngủ cho nên là anh phải xin với mấy cô giáo là 1:30 anh hoành trở lại. Tại hồi nãy lúc mà anh tới là mấy đứa nhỏ nó ngủ rồi. Rồi xin người ta cho rồi. Vậy hả? Còn em là em xong hết luôn rồi hả? Em xong rồi, em giật cờ rồi. Trời giỏi vậy, trời ơi. Còn anh bây giờ là phải chờ tới 1:30 để mà mấy đứa nhỏ nó thức á, thì anh mới vô anh tắm cho nó được. Vậy hả? Ừ. Rồi. Đâu đáng thương quá. Ok, vậy thôi. Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ giật được cờ. Rồi, ok. Có gì anh xong anh sẽ gọi cho em. Dạ, rồi. Bye bye anh. Ok, bye bye Quỳnh Thư rồi.
thử thách hai, bạn phải thay cô giáo đi trông các em trong vòng 30 phút. Hãy trổ tài dỗ trẻ thật xuất sắc để trong thời gian đó không có quá ba em khóc. Chào cô. Bây giờ là cô có thể cô cho phép rằng là con có thể thay cô giáo chăm mấy em này trong vòng 30 phút. Và cô giáo chỉ đứng ngoài thôi. Dạ, vậy con cảm ơn cô nhiều ha. Bây giờ mấy em này là bây giờ đó là giờ làm gì cô? Bây giờ thức dậy là tắm. Dạ. Bây giờ thức dậy là chuẩn bị tắm. Dạ, cảm ơn cô. Con tên gì? Con Tuấn hả? Con nhiêu tuổi? Con Thuận hả? Cho chú hỏi ngang năm nay Thuận nhiêu tuổi? Tụi mới ngủ dậy phải không? Chú dắt tụi đi rửa mặt nha. Ha. Toilet ở đâu tụi chỉ cho chú nha. Nhà tắm ở chỗ nào? Cái chỗ rửa mặt á. Thuận không biết chỗ rửa mặt không? Chú bồng Thuận lên nha, chịu không? Đi chơi với Thuận nha, được không con? Đi ha, chú rửa mặt cho con nha. Ha, đi. Dạ, đi không? Đó chỗ rửa mặt nè, đi với chú không? Đi. Đi rửa mặt ha. Đi rửa mặt cái chú, bây giờ chú mới tới đây là mấy con dắt chú đi rửa mặt nha. Rửa mặt chỗ nào? Chỉ chú đi con. Ở đâu? Rửa mặt ở đâu nói chú nghe rồi. Dắt chú đi rửa mặt nha. Ha, nghe Thuận ha. Rửa mặt chỗ nào? Thuận đi trước, Thuận chỉ cho chú rửa mặt nha. Đi, chú đang nỉ á. Chú đang nỉ. Thôi con dắt chú đi rửa mặt nha. Ha. Đi. Bạn nào dắt chú đi rửa mặt. Ồ, giỏi quá, con tên gì vậy? Con tên gì? Bo hả? Bo đi rửa mặt với chú ha. Với người đàn ông đã có hai con như Hữu Tiến thì việc làm quen và tắm cho các bé dường như là một trở ngại không đáng kể. Ai muốn tắm chung? Tắm chung luôn nha, hôn chú miếng đi. Chú tắm con coi. Ôi thương quá. Rồi, quay ra đây chú rửa tay thôi ha. Không tắm nha. Rồi bây giờ con quấn vô ngang ha. Quấn vô đây ngang. Chờ chú xuống xíu rồi chú thay đồ cho con ha. Nha. Ngồi chờ chú ha. Qua đây. Số bé xếp hàng để được tắm đã đang tăng lên. Số này đó, một đứa. Hùng chút miếng này, hùng chút miếng. Ôi ngoan quá. Chú tắm cho con ha. Nha. Rồi qua đây. Giỏi quá. Mát không? Đã không? Đã hả? Rồi giữ cái tay đây. Ôi. Rồi, đẹp trai quá. Rồi, xong con đi vô. Rồi, qua đây chú tắm cho con. Không khóc nha, hứa đi. Từ từ con, từ. Rồi. Thử thách thứ hai, người dân miền Tây rất hiếu khách, bạn hãy thuyết phục chủ nhà để họ cho bạn một con gà và tự tay bắt được con gà đó trong khoảng thời gian là 30 phút. Chào chị, chị ở nhà mình có nuôi gà không? Nhà mình có nuôi. Có nuôi gà hả? Để đâu vậy chị ha? Gà đâu thì chị thả nó mà vô. À dạ. Nhân dịp và kỷ niệm đến đây, chị có thể cho em tự tay bắt được một con gà để kỷ niệm không?
Chị cho nhưng mà em phải từ từ em bắt. Bây giờ mà bây giờ đang thả ở ngoài. Dạ. 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 Em cảm ơn chị nha. Cho em đi bắt gà nha. Nhưng mà trước khi bắt con gà đó, em phải có một cái gì đặc biệt để mà gây ấn tượng cho dân miền Tây này không? Thôi để em hát đi ha. Em hát bài Đàn Gà Con để cho em được bắt một con gà. Vậy hả? Rồi thôi em hát đi. Trong khi đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng kìm mồi ăn ngon ngon, đàn gà con đi lon ton. Vậy là em đi bắt gà được chưa anh? Vậy là em đi bắt gà được chưa anh? Rất dễ thương. Khởi nghiệp bắt gà bằng bài hát Đàn Gà Con. Để xem cô gái của chúng ta trổ tài bắt gà ra sao đây. Một chú gà trông khỏe mạnh. Nào, tới đây bắt ta đi cô gái xinh đẹp. Cả hai đều đang rất thận trọng thăm dò đối phương. Ôi, chắc em bắt đến chiều cũng không được. Cách tiếp cận nhanh nhất với trẻ là hãy trở thành bạn chúng. Nghệ sĩ của chúng ta đang trải qua thử thách thứ hai của chương trình. Anh phải nhớ, không được để bất kỳ trẻ nào khóc. Nếu không, anh sẽ không lấy được lá cờ tiếp theo. Cô con đâu rồi? Nè, con ăn với con, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, à, xuống đây. Nè, chú Đức cho ăn nè, ngồi xuống đây coi, được chưa? Ôi giỏi quá, thấy chưa, thấy bạn ăn không? Nè, đó, ôi giỏi quá. Ôi, đó, thấy chưa, thấy bạn ăn ngon nghe chưa? Dạ được rồi cô, dạ. Ôi, rồi để đây cho chú, đổ cơm rồi. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Để vô kiếp cái khăn, đừng dơ con, dơ, đừng đụng vô nha. Ôi, giỏi quá đó, thấy bạn ăn giỗi chưa, con muốn ăn đi con. Ăn rồi chú múc con ăn nghe ha, giỗi nghe. Ôi, ôm mí lên, ôi giỗi, ôi. Sao vậy? Sao rồi? Ăn mí đi con. Sao vậy, nói chú nghe rồi. Sao không ăn? Sao con không ăn vậy? Chú nghe coi hả? À, đang ăn rồi phải không? Rồi, giỏi. Con ăn miếng mấy bạn ăn rồi đó, con ăn nha, ha. Thôi, con ăn một miếng thôi, nè mấy bạn coi. Nè, con ăn gì mấy bạn đi nè, thấy ngồi thấy em ăn không? Hiếu Tiên đang vấp phải một chướng ngại vật khá lớn. Cô bé bầu bĩnh này rất kiên quyết không chịu ăn. Sao vậy? Ai chọc bạn? Ăn đi con. Ăn đi, múc ăn đi con. Đó, con thấy mấy bạn ăn không? Rồi, của con này giỏi nè. Ô, rõ thấy chưa? Đó, con thấy mấy bạn ăn chưa? Quỳnh Thư vẫn đang tiếp tục cuộc rượt đuổi với chú gà. Chưa thấy chú gà chịu khuất phục trước chân dài, chàng gà này cũng giỏi chạy quá đi chứ. Đổi chiến thuật. Đó, vậy là rồi, kéo là vậy ha.
Đến 5 ngôi sao không? Nè, 5 ngôi sao nè, con ăn đi, chú dạy cho con 5 ngôi sao. Nè, chú dạy con nha, ha. Nè, ha. Ngéo lại nè, ha. Học tay vô đây nè, ha. Ngéo xuống này, đó, thấy 5 ngôi sao không? Ha. Nè con ăn cơm nha, xong chú dạy con làm, chú cho con phần khung này. Nè cho con phần khung này đó, đi dành. Bỏ vô đây nè ha. Đó đi dành. Đó là chút xíu chú dạy cho con nha ha. Ăn miếng cơm đi con. Ăn đi xong rồi chú dạy cho. Hả? Sao vậy? Ăn một miếng thôi. Không hiệu quả rồi. Phải nghĩ cách khác thôi Hữu Tiến. Nha. Bắt đầu tăng tốc, Quỳnh Thư đã thấm mệt và chú gà thì vẫn lì lợm. Cho gà ta bị dồn vô góc lần này thì đừng mong thoát thân. Tóm được rồi. Quá phấn khích trước chiến lợi phẩm, đúng là mệt bở hơi tai. Con này nó chạy nhiều dễ sợ. Chắc là tại do em may mắn, nó tự chui đầu vô ngõ cụt. Tiếp tục chúc mừng màn được qua thử tập thứ hai. Màn rất là mệt phải không? Em thở hết nổi. Mà màn rất là vui, ok. Ok. Chúc mừng Quỳnh Thư đã vượt qua được thử thách 2. Trở lại với trang bảo mẫu nào. Con nghe ha. Nha. Rồi, rồi chờ chú một chút ha, chú dạy cho. Không chịu ăn cơm, chàng bảo mẫu chuyển sang cho cô bé ăn canh. Có tác dụng không đây? Nè con ăn miếng canh nha. Đó, rồi. Ô, cô bé đã chịu cầm muỗng lên. Và rồi, vô đi ngồi đi con. Chỗ này con. Nè chú đưa con cái muỗng sạch nè ha. Nè cái khăn nè. Rửa mặt đi, đưa con muỗng sạch nha ha. Cơm ra. Đó rồi, bây giờ con múc canh nè. Múc canh vậy. Đây để chú múc cho con nha ha. Ô giỏi. Cuối cùng cũng chịu ăn rồi. Sáng giờ làm phiền gia đình quá. Bây giờ chắc là tụi con xin phép là con đi. Rồi, có mấy bạn biết hát bài cháu lên ba không? Biết không? Rồi, ai biết hát bài cháu lên ba đâu? 1, 2, 3. Bạn phải tìm đến ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, xã Đế, xin được ở chỗ. Tìm nhà trọ. Bạn phải tìm đến ấp Đông Quê, xã Tân Khánh Đông, xã Đế. Cả hai nghệ sĩ dễ thương này đã vượt qua được những thử thách đầu của chương trình. Điều gì đang chờ đợi họ tiếp theo ở thử thách cuối cùng? Xin ở trọ. Bây giờ hai nghệ sĩ đã hiểu, không có bất cứ sự sắp đặt nào của chương trình như ban đầu nhầm tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.